Thế rồi bữa nay còn một cái còn một tin cuối cùng. Mà trước khi mình chấm dứt, nếu mà bác còn những cái gì để có một người hỏi rằng con chào bác Hùng, con có nghe biết một người nói lại về vấn đề thương phế binh chế độ cũ được trợ cấp từ USA. Vậy xin phép bác hướng dẫn giúp cho ba cháu về việc này với ạ. Rất mong nhận được hồi âm từ bác. Thì tôi đã có hồi âm rồi, nhưng mà tôi nghĩ đây là cái chuyện chung của nhiều người. Thành ra chúng tôi mang vào trong cái chương trình của Talk Show bác Cường này để nói luôn. Khi mà anh ta viết là trợ cấp từ USA có nghĩa rằng bố của anh ta ở Việt Nam, chứ không phải là bố anh ta đang ở bên Mỹ. Thì tôi trả lời thẳng luôn, ngay tại bên Mỹ này thì những người nào là thương phế binh hoặc là không phải là thương phế binh nữa, nếu mà đã có bất khiển dụng là được lãnh tiền trợ cấp tàn của chính phủ phế. Mỹ. Đó. Thì người ta nói chung là cái tiền nó gọi là tiền SSI. Thì đa số các ông ấy, lính Việt Nam Cộng Hòa hoặc là HO qua đây á mà không bị thương phế binh, như là cụt tay cụt chân này là kia, vẫn còn có khả năng đi làm, thì các ông nó tự chế ra là tự phát là về tâm thần. Đấy. Thì giống như là ông thiếu tá Huỳnh của bên tổ chức Nguyễn Hữu Chánh ở trên San Jose đấy, đấy lý thuyết gia của Nguyễn Hữu Chánh đấy. Thì tôi gọi là ông là tổ chức tâm thần đấy. Thì đi một bác sĩ về tâm thần nói rằng tôi bị chiến tranh Việt Nam rồi, tôi bị khủng hoảng đây này kia, rồi bác sĩ Việt Nam mình cấp cái giấy. Bây giờ thì rất là khó, hồi xưa thì rất là dễ, cách đây khoảng chừng 10 15 năm rất là dễ, nhưng bây giờ rất là khó. Thì trả lời cho cháu biết, ở bên Mỹ còn không có chế độ cho thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa thì làm sao ở Việt Nam có được, mà cái vụ này nó đã cắt từ 2 năm nay rồi. Từ lúc bà Jean Ánh Nguyễn bà ra bà ứng cử năm 2016, bà chế ra cái vấn đề này. Và rất nhiều người, mà ông Nam Lộc là người đã từng lên nói trên đài, ông Nam Lộc ông chống lại bà Jean Ánh Nguyễn, và bây giờ bà Jean Ánh Nguyễn lại im bởi vì cái này không có, bà đưa ra và không được ai chấp thuận hết. Bởi vì cái câu mở đầu của bà đã ngu rồi, bà nói như thế này: các những người chiến binh thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa đã chịu những cái sự mà gọi là thiệt thòi trong chiến tranh, những mất mát hoàn thân thể, bây giờ họ còn sống ở dưới một cái chế độ hà khắc bị Trả trả thù. thù của cộng sản. Thành ra đó nhà chính phủ Mỹ phải đưa họ qua đây gấp. Đấy. Thì tôi hỏi bà Giang Anh Nguyễn, và các con cái của họ bị khó khăn công ăn việc làm. Sắp chữ bà không đi về Việt Nam, mà không biết đi lên cái làng Thủ Đức thôi á, những thương phế binh á, ông nào ông ấy giàu không à, giàu lắm, không có ông nào mà nghèo hết, ông giàu từ hồi Việt Nam Cộng Hòa lận cơ mà, tại vì thương phế binh lúc đó nó có cái phong trào nó chiếm đất mà bác, này chiếm đất xong ấy, bây giờ đất cho thuê cho ấy này kia, bán đất giàu lắm, làm sao mà bị trả thù được. Nhưng mà đó tôi cái ngu của bà như này: cái luật của Mỹ á, chỉ cho được ODP, tức là đi vào trong cái chương trình mà hoặc là Human HO hay là HO đó, ODP. chỉ cho được con cái dưới 10 dưới 21 tuổi mà chưa lập gia đình. Thì đây có con ông HO nào mà, hay là con ông thương phế binh nào 43 năm mà còn dưới 21 tuổi không? Nếu mà dưới 21 tuổi là ông tại là ông mới lấy vợ sau này chứ, thì cái còn mà cái chuyện mà thương phế binh mà con dưới 21 tuổi nói cái chuyện mà thượng nghị sĩ mà ngu như con bò đó này, cái tôi chửi luôn con bò đó, đi đưa tôi ra tòa đi, thượng nghị sĩ đi họp mà cái tổ chức mới đi họp Vietnamese American Library, không có cái tổ chức nào tên như vậy hết á. Thì thưa bác, thì cái vấn đề trả lời cho cháu nhá, anh Nam Lộc nói có người mất cả ngàn bạc, và ông dân biểu Alan Lowenthal ông nói rõ ràng trong cái đại hội đại nhà hội thương phế binh năm 2017
Ông nói luôn trong đó. Ông bảo quý vị đừng có tin. Ông không nói bật gì ra nói Nguyễn. Quý vị đừng có tin tại vì tôi là dân biểu ở trong đó tôi biết. Okay. Chưa có một cái chính sách nào hết. Đây là chỉ mới cái đề xuất của bà ra thôi. Mà cái đề xuất đó được nhà nước, được Quốc hội Mỹ nó chấp thuận hay không là cái chuyện khác. Đấy. Nhưng mà bà thổi lên cũng giống như sắp sửa bầu cử tuần tới này. Đây, mùng 5 tháng 6 này là bầu cử sơ bộ. Bà phải thổi phồng lên cái vụ mà chương trình giáo dục ngày 30 tháng 4. Bác nghĩ sao về cái chương trình giáo dục ngày 30 tháng 4? Mình dạy cái gì? Mình dạy mình thua trận à? Hay là mình dạy mình đu càng hay cái gì? Giống như bác nói rằng á, anh nhục nhã quá, anh bảo vệ con, vợ con không nổi, anh bỏ ấy, giờ anh bỏ anh chạy. Thì ý của ông Phạm Kim Long, ông giải thích á, ông bảo đây là đưa vào đó để cho con cháu mình nó hiểu lý do tại sao nó có mặt ở đây. Tại vì á, chế độ cộng sản hà khắc quá chúng tôi sống không được, thành ra mới có ngày 30 tháng 4. Cái đó là gọi là xạo. Mình thua ngày 30 tháng 4, người ta thống nhất đất nước thì mình không sống được, cộng sản mình chạy chứ đâu có phải là vị hà khắc. Tất cả những người, đâu phải tất cả những người Việt Nam Cộng Hòa đều đi được hết đâu. Còn lại bây giờ là những người chế độ Việt Nam Cộng Hòa, thằng đàn em tôi. 90% không đi được. Được, 90% không đi được, đúng, bác nói đúng. Đấy.